vụ Nguyễn Công Khế, Vượng Vin và Lam Sàn, người thấy mùi chẳng lành, chuồn sớm. Theo những thông tin mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng công tác tại tờ báo Thanh Niên thời Nguyễn Công Khế làm tổng biên tập cho biết như sau. Diễn biến tiếp theo hầu như ban biên tập không báo ra toàn cơ quan, nên những người chỉ làm chuyên môn như tôi không hề biết dự án tiến hành như thế nào. Tôi biết tờ báo Thanh Niên và cả tập đoàn truyền thông Thanh Niên không thể có đủ vài trăm tỷ để mua khu đất, chứ đừng nói làm cả một dự án to lớn. Một thời gian sau thì tôi tình cờ biết được báo Thanh Niên đã vay của ông Vượng một số tiền khá lớn để mà mua đất. Ông Nguyễn Công Khế: như vậy là để có tiền mua đất, dù mua với giá của nhà nước thì báo Thanh Niên cũng không đủ tiền. Và lúc đó Phạm Nhật Vượng đã nhảy vào cứu ông Khế, mà thực chất là giúp ông Khế làm sai. Tuy nhiên khi bắt ông Nguyễn Công Khế, báo chí nhà nước đã đưa tin mập mờ và cố tình giấu tên công ty đã tham gia góp vốn cùng tập đoàn truyền thông Thanh Niên để lập ra công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên. Tờ báo Việt Nam Express chỉ biết rằng ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng với công ty cổ phần tập đoàn Thanh Niên và một công ty khác để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên. Có thể thấy Vin vẫn là một vùng cấm mà báo chí tự động giấu tên nếu liên quan đến những vụ tiêu cực. Thực tế, công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên ban đầu là sự góp vốn của báo Thanh Niên và công ty cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng. Báo phía Thanh Niên góp quyền sử dụng đất và được tính là 51% cổ phần. Sau đó, ông Lê Viết Lam lại nhảy vào và công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên tăng thành 4 cổ đông, trong đó có công ty cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng góp 10,5% vốn điều lệ, báo Thanh Niên góp 15% cổ phần vốn điều lệ, công ty cổ phần tập đoàn Thanh Niên góp 6,3%, công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời tức Sun Group của Lê Viết Lam chiếm đến 68% vốn điều lệ. Ông Phạm Nhật Vượng: vậy thì ngoài ông Khế còn có hai đại gia khác hà hơi tiếp sức cho ông Khế thực hiện chót lọt thương vụ kể trên. Đó là ông Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam. Điều đáng nói, đây là khu đất vàng thuận tiện cho việc phát triển dự án. Chính ông Vượng và ông Lam là những người kinh doanh bất động sản rất cần đất để làm dự án. Nhưng tại sao trong khi ông này tiếp cận dự án trước tiên nhưng lại không thâu tóm để cho Vinhomes hay Sun Group mà lại để dự án này rơi vào tay Bùi Thành Nhơn? Chẳng lẽ hai đại gia này ngửi thấy mùi chẳng lành hay sao? Việc phù phép để khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn về tay tư nhân, ông Khế không làm một mình. Cả ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam đều tham gia truyền nội công để ông Khế xông trận. Vậy thì chẳng lẽ ông Vượng và ông Lam không có một chút trách nhiệm nào hay sao? Có thể nói công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên là một công ty lập ra để phù phép khu đất trên, chứ không phải để thực hiện dự án. Chức năng thực hiện dự án chỉ là bình phong mục đích chính của việc mua đất với giá rẻ của nhà nước, rồi bán lại với giá thị trường để hưởng chênh lệch rất lớn. Đây là trò chơi rất rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận lớn. Ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam chỉ tham gia ở công đoạn phủ phép rồi rút êm. Kể ra hai vị đại gia này cũng rất khôn. Ông Lê Viết Lam: đây mới chỉ là những người đã giúp cho ông Nguyễn Công Khế có tiền để mua khu đất. Còn những người đã giúp đẩy miếng đất đó vào tay ông Khế là ai? Và đang là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bởi theo như nhà báo Huỳnh Ngọc Chân nhận xét, thì dưới tài ngoại giao của ông Khế mọi việc diễn ra xuôi sẻ. Khoảng một năm sau thì báo Thanh Niên nhận được khu đất. Chỉ sau một năm làm thủ tục mà đất đã được trao tay, đây được xem là thời gian giải quyết hồ sơ cực nhanh trong cái bộ máy nhà nước quan liêu này. Nếu không có anh Năm, anh Ba, anh Tư nào đó làm lớn ở Trung ương giúp đỡ, thì hồ sơ khó mà được giải quyết nhanh gọn đến thế. Có thể nói nếu khui hết tất cả những người có liên quan đến vụ án ông Nguyễn Công Khế thì một số đại gia có máu mặt nhất tại Việt Nam và những quan chức, cựu quan chức lớn đều có dính líu cả. Tuy nhiên, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có muốn khui đến đâu mà thôi, và có khui hết hay không, hay lập ra vùng cấm rồi chỉ xử lý mình ông Khế mà thôi. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Nguyễn Công Khế, Vượng Vin và Lam Sàn, người thấy mùi chẳng lành, chuồn sớm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Gần đến vòng chung kết, Tô ngồi không yên, đang tung cước, ép tổng phải rời ghế. Sức khỏe của ông Trọng sau khi nằm viện yếu đi là thấy rất rõ, ắt làm nhiều cho đồng chí của Bộ Chính trị vui như mở cờ trong bụng. Bởi một khi ông Tổng rời ghế quyền lực thì luật chơi mới sẽ được hình thành. Hiện nay, cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đều không thích luật chơi của ông Tổng tạo ra, bởi vì ai cũng có phốt cả, chỉ cần khui ra là thân bại danh liệt. Sống dưới luật chơi của ông Trọng, quan chức nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Ông Tổng Trọng đã dùng Tô Lâm nhưng lại phong thái tử cho kẻ khác. Ông Trọng là con người khó lường, chính ông từng nuôi người kế vị rồi cũng chính ông loại bỏ những người đấy. Trường hợp Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng là một ví dụ. Ông Trần Quốc Vượng được xem là hiền hơn ông Đinh Thế Huynh nên chỉ rời ghế chứ không bị quản thúc chặt chẽ như ông Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh cũng nhận ra bộ mặt thật của ông Trọng nên không ôm mộng hy vọng sự hứa hẹn hão huyền của ông Trọng và quyết định tạo phản. Nhóm tạo phản gồm ba người chủ chốt, đó là ông Đinh Đa Thăng, ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang. Thì cả ba ông bị ông Trọng triệt sát ván. Người thì bị tù mọt gông, người thì bị thuốc và người khác thì bị quản thúc tại gia. Đây là sự trấn áp mà ông Trọng đã dùng để răn đe bất cứ kẻ nào dám tạo phản với ông. Tô Lâm là người cung phụng cho ông Tổng bất tử nan. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn luôn không được xem trọng bằng ông Vương Đình Huệ. Trong khi ông Tô Lâm xông pha trận mạc, chịu cả tiếng xấu để làm hài lòng ông Trọng, nhưng ông Trọng thì lại không xem Tô Lâm bằng một kẻ cơ hội chỉ biết lánh mặt tìm việc nhẹ như Vương Đình Huệ. Không rõ nguyên nhân vì sao, có lẽ trong mắt ông Tổng thì Tô Lâm chỉ là tay võ biển, còn Vương Đình Huệ thì khôn ngoan hơn rất nhiều. Ông Vương Đình Huệ được cho là kẻ cơ hội nhưng lại được ưu tiên hơn Tô Lâm. Đầu năm 2023, khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế Chủ tịch nước, Bộ Chính trị đề nghị hai cái tên thay thế, đó là ông Tô Lâm và Võ Văn Thưởng. Tô Lâm là ưu tiên số 1, Võ Văn Thưởng chỉ là phương án dự phòng. Tuy nhiên, Tô Lâm lại nhất quyết không chịu nhận chiếc ghế hữu danh vô thực đó và đẩy Võ Văn Thưởng phải ngồi vào. Có hai nguyên nhân khiến cho ông Tô Lâm làm như vậy. Thứ nhất là do chiếc ghế này không có thực quyền. Thứ nhì là ông Tô Lâm sợ rời khỏi tổ kén Bộ Công an thì ông sẽ bị các đồng chí của ông thịt giống như Trần Đại Quang vậy. Tự nhiên có thể sinh bệnh lạ mà chết không thể chữa. Tuy nhiên vẫn còn một lý do khác, đó là ông Tô Lâm muốn vào chiếc ghế Tổng Bí Thư chứ không ngồi ghế Chủ tịch nước. Gần đây Thời báo chấm đê nhận được một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang bị ung thư máu. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do cánh tay phải của ông Trọng gây ra mà kẻ ông đã dùng để đưa quân sang châu Âu bắt cóc người. Hiện nay ông Tổng Bí Thư đang bị ép phải rút lui sớm để nhường ghế lại cho nhân vật này. Được biết những người bị thuốc bằng chất phóng xạ thường hay có bệnh lý về máu. Chúng tôi cũng cần thời gian để kiểm chứng thông tin và theo dõi tình hình. Tuy nhiên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyện thuốc lẫn nhau để loại bỏ đối thủ hoặc gây sức ép đã từng xảy ra không ít lần. Và các quan chức cấp cao, mặt cứ xuất hiện những vết xanh và sau đó chết rất nhanh. Với binh quyền trong tay, cướp ghế là cơ hội duy nhất để ông Tô Lâm ở lại vũ đài chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 14. Ông Tô Lâm sẽ về vườn vào Đại hội 14 vào năm 2026, vì khi đó ông đã đến tuổi về hưu, nếu không đoạt được ngay ghế giữ nhiệm kỳ, thì cơ hội xem như khép lại với Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu đợi đến đại hội thì ông Tô Lâm sẽ không thể tranh được với Vương Đình Huệ, bởi ông Huệ đang là một chân trong tứ trụ nên dễ được ưu tiên suất đặc biệt hơn rất nhiều. Cho đến nay suất đặc biệt chỉ ưu tiên cho ông Trọng và một người hưởng ké, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ở đại hội đảng lần thứ 13 vừa qua. Ông Tô Lâm vốn là tướng võ biển nhưng cũng rất manh động, đồng thời rất tham quyền. Chiêu bẩn trên chính trường thì Tô Lâm không thiếu. Với Bộ Công an trong tay, nếu không cướp ghế thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin gần đến vòng chung kết, Tô ngồi không yên, đang tung cước, ép tổng rời ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de